Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Doanh nghiệp đổi mới nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. Hướng đi mới của một hợp tác xã kiểu mới. Hiệp hội Hoa Thế Giới tổ chức cuộc thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật thế giới tại Đà Lạt. Nuôi lương không bùng, giải pháp cho gia đình ít đất. Thận trọng với các chiêu bài lừa đảo về ngân hàng, chứng khoán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, song hầu hết các doanh nghiệp thuộc khối sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp thích ứng phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chương trình chính sách tín dụng gắn với phục hồi phát triển sau đại dịch, các doanh nghiệp trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đã chủ động đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc, phương tiện sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường kết nối doanh nghiệp, nhất là áp dụng các mô hình quản lý, quản trị theo quy chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tùy theo chức năng ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp đã kịp thời cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phục hồi phát triển sau đại dịch. Ước 7 tháng đầu năm, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trên 660 tỷ đồng, nợ ngân sách nhà nước trên 1.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho nguồn lao động địa phương. Thực hiện kế hoạch hành động của ngành ngân hàng Việt Nam trong việc góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đến nay, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 15.000 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình khởi nghiệp. Mỗi năm địa phương đã phát triển thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp. Song song đó, xây dựng được hàng trăm mô hình khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã phát triển khoảng 13.000 doanh nghiệp hoạt động tại địa phương. Việc triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng, nhất là ưu tiên nguồn vốn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ giúp các doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Trồng rau cao cấp, đưa rau vào chuỗi hệ thống nhà hàng, siêu thị, cửa hàng rau sạch. Đó là những bước đi của một hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý, huyện Đơn Dương. Chọn một lối đi khác, khó khăn hơn, nhưng thành quả mang lại nhiều hơn. Nông dân liên kết của hợp tác xã đang thể hiện bước chuyển đổi của tư duy nông nghiệp nhằm thể hiện những ưu thế nổi bật của một hợp tác xã kiểu mới. Gia đình anh Trần Thiện Nguyên là một trong các hộ liên kết với hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý ở huyện Đơn Dương. Từ một nông dân sản xuất tự do nhỏ lẻ, so với việc trở thành một hộ liên kết của hợp tác xã, anh Nguyên đã nhận ra nhiều lợi ích thiết thân. Nếu như trước đây, nông sản của anh sản xuất ra phụ thuộc vào thương lái, thì đến nay, hàng hóa của anh đã được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Anh cũng được định hướng kế hoạch sản xuất và hướng dẫn quy trình canh tác theo quy chuẩn chung của hợp tác xã. So với là cái dạo trước mà chưa tham gia cái hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý á, như vậy là bà con như là nhà mình thì là như vậy là cái đầu ra luôn là bấp bênh đấy, cái điệp khúc mà được mùa mất giá, được giá mất mùa, nó nói chung là bà con nông dân họ không yên tâm để canh tác. Nhưng mà từ lúc mà tham gia cái mô hình gọi là hợp tác xã rau sạch Việt Gáp Như Ý thì như vậy là cái đầu ra của lại là những cái hộ liên kết với lại là hợp tác xã thì là được đảm bảo ổn định, cái giá cả cũng như là cái khâu gọi là bao tiêu sản phẩm ấy, là bà con rất là yên tâm. Về cái kỹ thuật ấy thì là nói chung là bên hợp tác xã thì cũng là nói chung là trong những cái mặt hàng như chị thấy đấy, thì những cái mặt hàng chỉ là rau cao cấp ấy, thì là như vậy là nói chung là hợp tác xã cũng có là hỗ trợ về là như vậy là cái kỹ thuật cũng như là nói chung là cái kỹ thuật trồng chăm sóc. Mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp thôi, ví dụ như là cái gì Bộ Nông nghiệp cho phép sử dụng trên đồng ruộng thì mình làm, rồi là cách ly theo cái chỉ tiêu của Việt Gáp, với là tất cả những cái thuốc mà Bộ Nông nghiệp cho phép mới là cái Việt Gáp cho phép thì mình dùng, và sẽ có quy trình làm như thế. Thứ nhất thì mình thấy là nông dân là họ ý thức hơn, vì lý do là mình đem đến cho họ lợi nhuận cao hơn. Khi họ trồng rau đại trà
Rồi dòng những cái thứ rau mà tự do thì cái thu nhập của họ nó thấp hơn. Khi mà liên kết với mình thì họ cảm thấy là cái thu nhập hàng tháng rồi mỗi một lứa nó sẽ cao hơn là mình dòng đại trà. Ví dụ như là mình dòng đại trà sú hoặc là cải dưa hoặc cái gì đó mà mình làm đại trà thì nó phụ thuộc vào thương lái. Còn khi mà liên kết với hợp tác xã thì mình đã cho giá, đưa giống và cung cấp phân thuốc. Bắt nguồn từ một tổ hợp tác rau an toàn được thành lập năm 2015 của một số nông hộ trong cùng thôn. Năm 2020, hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý được thành lập, tạo nên một hướng đi mới cho những người nông dân vùng rau huyện Đơn Dương. Ban đầu hợp tác xã có 11 thành viên với diện tích trên 10 hectare sản xuất rau an toàn các loại. Thời gian đầu, thành viên tổ cũng trồng các loại lan ghim phổ biến như hành baro, xà lách hay là lơ bán cho thương lái, nhưng thị trường khá thất thường nên giá cả lên xuống không ổn định. Mối liên kết giữa các thành viên trong tổ cũng không được chặt chẽ, bà con tự làm, tự tìm đầu ra. Từ đó tổ quyết định tìm hướng đi mới, làm sao để sản xuất theo hợp đồng, tham gia chuỗi liên kết, đầu ra được bền vững hơn. Thì nó đem lại nhiều cái tích cực hơn là cái hợp tác xã kiểu cũ nhiều, tại vì nông dân sẽ ý thức hơn để tạo ra một cái môi trường canh tác nó tốt hơn. Và thứ hai nữa là cái lợi nhuận và cái sản phẩm mà của nông dân làm ra nó có thương hiệu, nó chất lượng và nó uy tín hơn. Nó đi đến với người dùng thì người dùng sẽ tìm tới nhiều hơn. Đang có một cái hướng là khi mà những cái rau mình làm ra mà nó bị dư hơn ở ngoài thị trường mà cái giá nó thấp á, thì mình muốn làm một cái lò sấy. Ví dụ như là một cái kho để mình sấy những cái sản phẩm mà mình về mà nó ra thị trường nó thấp quá, mình sấy lại xong mình bán lại. Thế mà đầu tư cái lò sấy thì nó cao quá. Muốn sấy thì nó cũng phải mất đôi tỷ thì nó hơi cao. Xong đất gần sự hỗ trợ thêm về cái lò sấy. Thực tế cho thấy với nhu cầu của khách hàng, đòi hỏi số lượng không nhiều nhưng đa dạng các loại rau củ quả. Hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý với trên 10 hectare ban đầu đã không thể đáp ứng được nhu cầu. Và hợp tác xã đã chuyển sang một bước đi rất bền vững, liên kết với các nông hộ trong vùng, đầu tư và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng với nông dân. Các loại rau cần số lượng nhiều như lơ baby, dưa leo hay cà chua, hợp tác xã đều cung ứng giống, phân thuốc và chuyển giao quy trình canh tác Việt Gáp cho từng nông hộ. Hiện hợp tác xã Như Ý đang liên kết với 35 nông hộ, trồng trên 20 loại rau củ, đạt sản lượng 100 tấn và doanh thu 2 tỷ đồng mỗi tháng. Những hợp tác xã trên địa bàn huyện Đơn Dương là hoạt động là trong những năm qua nói chung là hoạt động rất là hiệu quả. Điển hình như một số hợp tác xã như hợp tác xã Gia Nguyễn hay là hợp tác xã Như Ý. Thì hợp tác xã Như Ý là thành lập cũng được mấy năm, nhưng mà họ đã đồng hành cùng với những người nông dân, những người nông hộ trong tại địa phương, là vừa có thể là cung cấp giống rồi phân thuốc và có thể hỗ trợ thêm cái chi phí để đầu tư sản xuất và chịu trách nhiệm cho việc thu mua. Nói chung giá cả rồi các mặt hàng là rất là ok, rất là đảm bảo và nông hộ rất là ủng hộ và cũng tích cực là vừa sản xuất vừa tham gia vô hợp tác xã để vừa là có cái đầu vào và cái đầu ra nó đảm bảo để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Một trong những bước đi làm nên sự thành công của hợp tác xã rau Việt Gáp Như Ý huyện Đơn Dương là đơn vị luôn tìm tòi thử nghiệm những giống rau củ mới. Khi thử nghiệm thành công với điều kiện sản xuất tại địa phương và tìm kiếm thị trường tiêu thụ phù hợp, thì hợp tác xã tiến hành sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng của các đối tác. Hợp tác xã Như Ý xác định trồng rau cao cấp đưa vào nhà hàng có giá cả ổn định hơn. Nhưng để bền vững phải đa dạng hóa các mặt hàng, đảm bảo chất lượng rau an toàn. Đây chính là mối liên kết sản xuất bao tiêu chặt chẽ, là mô hình được đánh giá cao, được các vùng sản xuất trong tỉnh học tập và nhân rộng. Ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên tại Đà Lạt. Hiệp hội Hoa Thế giới tổ chức cuộc thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật thế giới tại Đà Lạt. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang những thông tin khác, hôm qua Công an huyện Đơn Dương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật và trao tặng bình chữa cháy, tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, bà con nhân dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đơn Dương được nghe phổ biến những chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm như tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm về gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tệ nạn tín dụng đen đang xảy ra khá phổ biến hiện nay.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn phổ biến về cấu tạo, tác dụng của các loại bình chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy tại gia đình khi có hỏa hoạn xảy ra và trao tặng 318 bình chữa cháy, mỗi bình trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, nhóm thiện nguyện bếp của nhà ở thành phố Hồ Chí Minh tặng 150 phần quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác, mỗi phần trị giá trên 200.000 đồng cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội người cao tuổi phường 3 thành phố Đà Lạt vừa tổ chức lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại tổ dân phố 11. Đây là đơn vị được thành phố Đà Lạt chọn làm điểm cho việc thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của tổ dân phố 11 phường 3 thành phố Đà Lạt là một tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng. Trong đó phần lớn là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và một số mạnh thường quân, nhà tài trợ, với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cải thiện chất lượng cuộc sống. Bước đầu đã có 67 thành viên tham gia với 8 nội dung, bao gồm tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà, dựa vào tình nguyện viên, tự giúp nhau và hỗ trợ của cộng đồng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của thành viên, nâng cao nhận thức, kiến thức qua công tác truyền thông, chăm sóc đời sống tinh thần, văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu và vận động nguồn lực. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình mới về tăng cường các giải pháp phù hợp dựa vào cộng đồng để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua bên cạnh thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, Học viện Lục quân còn làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ các đơn vị địa phương trên địa bàn thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động này không chỉ thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa học viện với địa bàn nơi đóng quân, xây dựng hình ảnh đẹp về truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Liên Hót Ca Rang ở xã Đà Tông, huyện Đam Rông, thân nhân của binh nhì Liên Hót Hà, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại phòng đào tạo Học viện Lục quân. Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương, rất vui mừng khi được học viện đến thăm, trao tặng nhà đại đoàn kết. Căn nhà với diện tích hơn 50m² được hoàn thành trong niềm vui chung của đồng chí, đồng đội và người dân trong vùng. Cảm ơn Đảng Nhà nước, có nhà có cửa là vui rồi, ổn định. Đừng có lo làm nhà nữa, thì có nhà có cửa rồi mình lo làm ăn thôi. Trong những năm qua, xã Đà Tông luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, của các cấp các ngành. Bên cạnh đó thì các cấp các ngành, đặc biệt là Ban chỉ đạo 502 của tỉnh cùng các lực lượng vũ trang đã có nhiều đợt dân vận về công tác tại xã Đà Tông, giúp đỡ nhân dân xã Đà Tông và đặc biệt là cái hoạt động xây nhà kiên cố, nhà đại đoàn kết đã giúp cho nhiều hộ dân có được căn nhà khang trang để mà là cái nơi mà để lao động sản xuất và tiếp tục có những cái hoạt động sản xuất kinh tế của mình, đồng giúp cho các hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Xác định công tác dân vận thời kỳ nào cũng đặc biệt quan trọng. Thông qua công tác này không chỉ giúp lực lượng vũ trang nói chung và Học viện Lục quân nói riêng nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp từ cơ sở, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với quần chúng nhân dân. Vì vậy, 5 năm trở lại đây, từng nguồn đóng góp ủng hộ của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên quốc phòng, Học viện Lục quân đã xây tặng gần 50 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, học viện còn tiến hành trao tặng hàng ngàn suất quà, thường xuyên tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh tại các địa phương kết nghĩa, triển khai chương trình quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thông qua cái hoạt động công tác dân vận thì ngoài cái việc là tạo được những cái tình cảm tốt đẹp, hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân trên địa bàn thì chúng tôi cũng học tập rất nhiều cái kinh nghiệm về công tác dân vận để truyền đạt cho các thế hệ cán bộ mà về học tập tại học viện là biết cách tiến hành công tác dân vận và hiểu được sâu sắc ý nghĩa của công tác dân vận, cho nên lớp lớp cán bộ mà được học viện đào tạo ra trường thì ngoài những cái kiến thức về quân sự, kiến thức về khoa học, công nghệ thì những cái nội dung về công tác đảng, công tác chính trị nói chung, đặc biệt là công tác dân vận nói riêng thì anh em đều phát huy rất tốt và
chúng tôi cũng coi đây là một cái nội dung học thực hành cho đội ngũ cán bộ chỉ huy mà được đào tạo qua Học viện Lục quân. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được cán bộ chiến sĩ Học viện Lục quân thực hiện hàng ngày. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác dân vận của Đảng, quân đội và học viện trong tình hình mới, mà còn tạo môi trường thực tiễn để cán bộ chiến sĩ có điều kiện để cống hiến sức trẻ, sự trưởng thành qua các hoạt động dân vận, nâng cao tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần tô đẹp hình ảnh truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trở lại với phần tin. Ngày 10 tháng 9, Cục Xe Máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Học viện Lục quân. Hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 với sự tham gia của 37 đơn vị đạt thành tích cao được lựa chọn tại hội thi xe tốt lái xe giỏi cấp học viện đã trải qua 5 phần thi gồm thi xe tốt, hoạt động ngày kỹ thuật, thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thi nhận thức về luật giao thông và thi lái xe giỏi. Được biết, hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Học viện Lục quân nhằm nâng cao nhận thức chuyên môn cũng như chất lượng trang bị kỹ thuật tại đơn vị, qua đó vận dụng linh hoạt vào công tác kỹ thuật xe máy, nâng cao năng lực trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, trang bị xe máy, nề nếp chính quy công tác kỹ thuật xe máy của đơn vị. Kết quả của hội thi là cơ sở để thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật xe máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng học viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Chiều 10 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Thế giới phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt tổ chức cuộc thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật thế giới năm 2023. Dự cuộc thi có 200 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trên nền nhạc du dương, khán giả đã cùng thưởng thức màn trình diễn cắm hoa độc đáo từ các nghệ sĩ cắm hoa tài ba trên thế giới như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Pakistan, v.v. Mỗi tác phẩm là một sự đầu tư tỉ mỉ, chỉnh chu và mang những thông điệp ý nghĩa về cái đẹp, về hòa bình. Trong bóng này có những hạt giống bổ công anh ấy. Muốn là trên thế giới tất cả các nước đều hòa bình và có phối hợp ấy với nhau và cũng vui mừng chơi trên lễ hội hôm nay. Cuộc thi biểu diễn cắm hoa nghệ thuật thế giới năm 2023, hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Hoa Thế giới lần thứ 37 được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố hoa của Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa, tiếp nối, duy trì sứ mệnh lan tỏa hòa bình thế giới thông qua việc chia sẻ tình yêu và kiến thức về hoa, đưa hoa trở thành biểu tượng của hòa bình và văn hóa, không phân biệt ranh giới quốc gia. Sự kiện cũng có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển, chào mừng 65 năm thành lập Trường Đại học Đà Lạt. Hôm nay là năm thứ 37 được tổ chức tại Trường Đà Lạt với ý nghĩa rất là sâu sắc vì Đà Lạt chúng ta là một thành phố hoa, có nhiều người dân trồng hoa, có nhiều ngành nông nghiệp, cho nên là một ý nghĩa vô cùng quan trọng là mang tới những người yêu hoa, những người yêu chuộng hòa bình một cái ý nghĩa làm sao giúp cho con người chúng ta sống vui vẻ, hiền hòa, thanh lịch hơn. Cuộc thi và biểu diễn cắm hoa thế giới năm 2023 không những mang lại những lợi ích thiết thực cho ngành hoa của Việt Nam mà còn mang hình ảnh của con người Việt Nam nói chung là thân thiện, yêu chuộng hòa bình, yêu thiên nhiên, cùng hình ảnh người dân Đà Lạt, Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, mến khách đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, sự kiện sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Hiệp hội Hoa Thế giới. Bản thân hoa đã là một nghệ thuật. Và cái nghệ nhân mà cắm được cái loài hoa đó thì còn cao hơn cả nghệ thuật. Và họ đã chuyên chở những cái thông điệp qua những tác phẩm đó. Thì cô thấy đây là một điều rất là thực tiễn. Có những cái tác phẩm mình thấy có tính ứng dụng rất cao. Ví dụ như nó có thể ứng dụng trong sân vườn, thiết kế sân vườn. Hoặc là trong wedding, tiệc cưới. Hoặc là có thể là nó thu nhỏ lại để là làm vật trang trí. Nó rất là phong phú và đa dạng. Đến với cuộc thi này, các nghệ nhân ngành hoa và bạn bè quốc tế có dịp để giao lưu học hỏi, trao đổi kỹ thuật và ý tưởng thiết kế, các xu hướng mới nhất từ khắp thế giới. Và đây cũng là cơ hội để thúc đẩy ngành hoa tại Đà Lạt, cũng như quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là một trong những sự kiện uy tín, có truyền thống trong lĩnh vực văn hóa
và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, chuyên gia, nhà thiết kế từ khắp quốc tế. Ngày 10 tháng 9 tại giải golf truyền thống chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Hội Golf tỉnh Lâm Đồng đã trao kinh phí nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Dịp này, Hội Golf tỉnh Lâm Đồng đã trao số tiền trên 210 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, các vận động viên tham gia tại giải golf truyền thống chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 diễn ra sáng ngày 10 tháng 9 đã đóng góp ủng hộ trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, trên 12 triệu đồng được các vận động viên tham gia tại giải golf cao niên trước đó ủng hộ quyên góp. Được biết, chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua các tổ chức hội, Hội Golf tỉnh Lâm Đồng đã trao tổng số tiền trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn, trao nhà tình thương tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cũng tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải golf truyền thống chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 lần này. Nội dung chính trong phần tin trong nước: nuôi lươn không bùn đang trở thành hướng phát triển kinh tế ổn định, tiềm năng cho nhiều hộ dân cả ở vùng nông thôn và thành thị. Liên minh châu Âu-EU với 27 nước thành viên và dân số khoảng 516 triệu người có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa, nhất là nông sản từ khắp các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội lớn. Song các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng cần đặc biệt lưu ý tới việc đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu tại thị trường này. Đây là khuyến cáo của các đại biểu tại hội thảo xúc tiến thương mại sang thị trường châu Âu được tổ chức tại Hà Nội. EU nhập khẩu hơn 160 tỷ đô la Mỹ các mặt hàng nông sản mỗi năm, trong đó khoảng 4% từ Việt Nam. Tuy nhiên, hàng hóa Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, những mặt hàng đang là thế mạnh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của EU. Đây cũng chính là nền tảng để tăng tổng sản lượng hàng nông sản và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta sẽ phải hoàn thiện những cái chất lượng của các mặt hàng họ xuất khẩu sang châu Âu để mà có thể đạt yêu cầu của các đối tác ở bên châu Âu, các những cái công ty nhập khẩu của bên châu Âu họ đòi hỏi rất khắt khe. Đạt được cái yêu cầu liên quan đến xuất khẩu theo cái hiệp định EVFTA này thì chúng ta cần phải có một sự đồng bộ. Sự đồng bộ đến từ thứ nhất rằng là cơ sở sản xuất mà ở đây đó chính là những người nông dân. Thứ hai là những chủ vựa. Thứ ba là những đơn vị mà cung cấp dịch vụ logistics. Thứ tư chính là các đơn vị xúc tiến thương mại. Và thứ năm thì chính là cả những cái vấn đề liên quan đến là cái đầu mua ở bên các doanh nghiệp châu Âu nữa. EU là một thị trường có đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các hàng rào kỹ thuật. Vì vậy, các chính sách quản lý nông sản của thị trường này rất nghiêm ngặt, đặc biệt là các rào cản kỹ thuật với nông sản thực phẩm có xu hướng ngày càng khắt khe hơn. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, dù các mặt hàng nông, lâm sản của Việt Nam không liên quan đến phá rừng, nhưng việc chứng minh theo như quy định mới của châu Âu đòi hỏi phải có sự chuẩn bị. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy từ ngày 6 đến 7 tháng 9, giá gạo xuất khẩu liên tục giảm mạnh tới 15 đô la Mỹ một tấn. Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu đi xuống do ảnh hưởng bởi lệnh áp giá trần của Philippines, nước tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Theo một số doanh nghiệp, việc Philippines áp trần giá bán lẻ gạo trong nước nhằm bình ổn giá gạo, tránh tình trạng thao túng đầu cơ tích trữ khi giá bán lẻ tăng ở mức báo động. Ở chiều tích cực, giá gạo xuất khẩu giảm sẽ giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận với các nhà nhập khẩu. Nuôi lươn không bùn đang trở thành hướng phát triển kinh tế ổn định, tiềm năng cho nhiều hộ dân cả ở vùng nông thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Vì nuôi lươn không bùn, diện tích nuôi nhỏ nhưng cho thu nhập khá và ổn định. Gia đình ông Cảnh ở ấp Bù Dinh, xã Thanh An là một trong những hộ nuôi lươn không bùn đầu tiên ở Hướng Quảng và ở tỉnh Bình Phước. Nhà ông Cảnh không có nhiều đất canh tác nên tận dụng vài chục mét vuông đất còn lại sau khi làm nhà ở để nuôi lươn không bùn. Lúc đầu ông Cảnh cũng chỉ nuôi thí điểm 2 ô với diện tích 9 mét vuông, mỗi ô nuôi 2.500 con. Sau 9 tháng nuôi, lươn đạt trọng lượng khoảng 4 đến 5 lạng và bán ra thị trường. Lúc được giá 120.000 đồng một ký, trừ chi phí, ông Cảnh thu lời 50 triệu đồng. Hiện tại, gia đình ông Cảnh đã mở rộng lên 8 ô nuôi, với tổng diện tích chưa đến 40 mét vuông.
Trừ các khoản chi phí giống thức ăn, công chăm sóc, nuôi lươn không bùn đã đem về cho gia đình ông Cảnh nguồn thu gần 200 triệu đồng mỗi năm và đang có hướng mở rộng thêm. Lúc nuôi các con khác như heo, gà, vịt đồ thì nó chăm sóc nó nặng hơn, con lươn này nó nhẹ, nó nhàn hơn, mình nuôi nó cũng đạt hơn. Tại vì con lươn này là mình nếu mà mình nuôi con giống nó, bắt con giống nguồn giống tốt là nó đạt à. Chứ không có gì hết. Cũng dễ nuôi, không có gì khó nữa. Mình cho ăn chỉ, cho ăn chừng 10 phút, 15 phút là xong á. Mau lắm. Thay nước thì khoảng hơn tiếng. Thấy được lợi ích từ nuôi lươn không bùn như diện tích đất ít, công chăm sóc không nhiều, thức ăn của lươn chủ yếu là cám, nên nhiều hộ dân tại địa phương đã bắt tay vào nuôi và bước đầu cũng đã thành công. Với cái mô hình này nuôi thì hiệu quả thì được đánh giá là một nồi một. Với tổng kinh phí đầu tư ở đây là như vậy là khoảng 200 triệu thì một năm người ta cũng thu được 200 triệu. Thì như vậy là đánh giá trên cái hiệu quả hai lao động, ngoài ra là có thể thu nhập thêm các cái dịch vụ khác, đi lao động khác, thì như vậy là cái hiệu quả kinh tế là đối với nông thôn thì như vậy là hiệu quả thu nhập cũng cao, và nó là một cái bước chuyển dịch về tức là chăn nuôi với cái quy mô diện tích đất nhỏ nhưng mà cho hiệu quả kinh tế cao. Qua thực tế nuôi lươn không bùn, các hộ dân đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm hay. Nguồn nước, thời tiết tại Bình Phước rất phù hợp cho lươn phát triển. Lươn có màu vàng rất được thương lái ưa chuộng. Khi lươn đến thời kỳ xuất bán nhưng giá thấp, người nuôi vẫn tiếp tục nuôi neo lại và lươn vẫn tăng ký. Lươn càng to, thị trường càng ưa chuộng. Nói chung, cung không đủ cầu, người nuôi lươn không lo đầu ra. Chính vì thế, mô hình nuôi lươn không bùn đang là lựa chọn của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các hộ có diện tích đất nhỏ hẹp nhưng muốn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Điển hình như ở thành phố Đồng Xoài, thị xã Chân Thành và huyện Phú Riềng. Lập các hội nhóm giả để đưa ra khuyến nghị đầu tư, góp tiền đầu tư chung, hay như vụ việc gần đây, nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 8 tỷ đồng của khách hàng, tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Càng ngày, người dân càng lựa chọn việc gửi tiền vào ngân hàng thay vì giữ tiền mặt hoặc bỏ tiền vào đầu tư nhiều hơn. Và điều này cũng vô tình làm tăng lên các hoạt động lừa đảo. Số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, ví điện tử đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới. Các công ty chứng khoán đã phải lên tiếng cảnh báo về việc các cá nhân thu thập số điện thoại và mời gọi vào các hội nhóm đầu tư, các nhóm chat mạo danh người của công ty để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo người đầu tư bằng nhiều cách, ví dụ như là giả mạo nhân viên của SSI hoặc là cộng tác với SSI, sử dụng làm giả giấy tờ logo của SSI để tạo lòng tin với người dân. Chúng tôi đã chủ động rà soát và cảnh báo trên các trang tin chính thức của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin để làm báo cáo đến các cơ quan có chức năng xử lý. Đối với các ngân hàng thì cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh nhân viên ngân hàng số yêu cầu người dùng cung cấp thông tin số thẻ, mã CVC, mã OTP tới đối tượng lừa đảo. Các đối tượng thường mạo danh fanpage chính chủ để hướng dẫn nhận quà, giả danh nhân viên giúp người dùng tăng hạn mức tín dụng, hỗ trợ mở thẻ mới. Trong lĩnh vực ngân hàng, hiện tại các ngân hàng Việt Nam đang sở hữu và xử lý các dữ liệu cá nhân rất nhạy cảm như số tiền mà công dân Việt Nam đang sở hữu hay số nợ mà công dân Việt Nam đang có, những thông tin khác như số thẻ tín dụng, mã số thuế cá nhân, v.v. Do đó, những thông tin nhạy cảm này rất có giá trị và có thể bị đánh cắp. Bởi vì chúng ta biết rằng là lĩnh vực tài chính ngân hàng ấy, nó dính đến tiền, đó là cái nơi mà cái tội phạm công nghệ số nó thường xuyên nó quan tâm, nó để ý. Và vì thế cho nên cái việc đảm bảo cái an ninh mạng là một trong những cái đòi hỏi bắt buộc trong cái thời đại công nghệ số. Mới đây, một ngân hàng còn cảnh báo về công nghệ giả mạo cuộc gọi video deepfake. Các đối tượng sẽ tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói để giả mạo người thân hoặc giả mạo cán bộ nhà nước, công an, viện kiểm sát, thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video call, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc lừa đảo để chiếm đoạt thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng. Có thể thấy, những áp lực đối với việc bảo mật thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay là rất lớn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.